Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay một lần nữa, Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan đang có mặt tại Sài Gòn Bus Transportation. Đây là công ty chuyên đưa đón quý vị từ thành phố Westminster lên phi trường LAX nhẹ nhàng, chỉ có $30 một người mà thôi. Mộng Lan bên cạnh đây là anh Peter Phú, anh là manager của công ty Sài Gòn Bus Transportation. Xin thân mến chào anh. Dạ, Peter Phú xin thân mến chào chị Mộng Lan và thân mến chào tất cả quý khán giả. Mộng Lan được biết là công ty Sài Gòn Bus Transportation là một công ty chuyên đưa đón quý khán thính giả từ ở Westminster đến phi trường LAX với một cái giá rất là phải chăng, chỉ có $30. Yeah. Bây giờ cho quý khán giả biết sơ qua, với cái $30 đó đã rẻ như vậy rồi mà công ty còn go một cái extra step, còn làm thêm những cái cung cách phục vụ rất là ân cần. Mộng Lan cảm thấy là sau khi Mộng Lan nghe những cái gì mà Peter Phú nói và đối đãi với lại khách hàng, phục vụ khách hàng đó, thì Mộng Lan thấy là khách hàng sẽ được đối đãi như là ông hoàng bà chúa vậy đó. Dạ, có phải không ạ? Dạ, chưa đúng ạ. Tại vì ngoài cái giá rẻ $30 thì quý khách được phục vụ với một cái tính cách là chất lượng cao. Yeah. Đó là trong đó có thức uống nè và thức ăn nhẹ nè và được coi VDD, tất cả những Paris by Night. Đó là quý khách được coi ạ. Và yeah, đồng thời thứ nhất là chị Mộng Lan biết là $30 rất là rẻ. Lý do là tại sao bây giờ mình tính ra từ một đoạn đường đi lên tới LA, tới phi trường là cũng gần 1 tiếng đồng hồ, quay về 1 tiếng đồng hồ, thì tính ra cái lương của căn bản của California hiện tại là 11 đồng giờ, thì mình nhân cho 2 là thành 22 đồng, 22 đồng cộng với xăng nhớt 10 đồng rưỡi, là cho trung bình là 10 đồng đi, là tổng cộng là 32 đồng. Thì quý vị tại sao khoan đã, còn thời gian nữa làm chi. Yeah. Thời gian mà cái người bỏ để đưa mình ra phi trường nữa, rồi lại mình còn phải nhớ ơn cái người đó nữa. Dạ, yeah, đúng, chính xác là như vậy. Cảm ơn chị Mộng Lan nhắc nhở. Đó là cái giá mà tại sao, lý do tại sao có 30 đồng, tại sao quý vị phải nhờ gia đình, nhờ bạn bè để làm cái gì. Quý vị chỉ gọi đến Sài Gòn Bus 714-902-1619 là quý vị an toàn. Và trên vấn đề được đưa ra đi tất cả từ ở Westminster cho tới LAX là một chuyến rất là vui vẻ trong xe bus, thưa quý vị. Đúng như vậy, và chỉ cái xe bus này nó dễ thương lắm quý vị, có 22 chỗ ngồi thôi, quý vị ngồi đâu cũng cảm thấy thoải mái hết trơn á. Tại vì thưa với quý khán thính giả là khi mà nghe nói về bus á, Mộng Lan cũng sợ lắm, những người mà sợ mà motion sickness á, như Mộng Lan đó. Mộng Lan ngồi cái xe mà bích bùng quá là Mộng Lan muốn ói rồi. Dạ. Thành ra nó mất vui. Còn đằng này đó quý vị đi, quý vị chỉ có $30 một người mà quý vị thấy không, là cái cung cách phục vụ như anh Peter Phú nói đó, là quý vị vừa được xem DVD của những cái trung tâm nè, rồi quý vị lại còn có nước uống nè, có snack nè, tài xế đối xử với quý vị nghĩa là ân cần phục vụ, nghĩa là quý vị như ông hoàng bà chúa vậy đó. Quý vị còn chờ đợi gì nữa mà không gọi cho Sài Gòn Bus Transportation. Nếu quý vị có nhu cầu đi từ Westminster lên phi trường LAX, quý vị sẽ save được rất là nhiều thời gian, không phải nhớ ơn người nào hết, và quý vị cũng không phải lo là sau khi người đó drop quý vị ở tại phi trường rồi người ta về có an toàn hay không. Tất cả những cái đó quý vị hãy để lại cho Sài Gòn Bus Transportation lo cho quý vị. $30 một ngày có 2 chuyến 6:45 và 8:45. Dạ. Chỉ có $30, quý vị gọi 714-902-1619. 714-902-1619. Chúc quý vị có những chuyến đi thật là ngoạn mục và thật là vui, và cung cách phục vụ ân cần chắc chắn là quý vị sẽ rất là thỏa mãn với Sài Gòn Bus Transportation. 714-902-1619. Kính thưa quý khán thính giả, khi mà nói đến cái chữ Sài Gòn Bus Transportation thì quý vị thấy cái chữ Sài Gòn đó, quý vị nhớ Hòn Ngọc Viễn Đông của chúng ta không? Thì ngày hôm nay Mộng Lan rất là vui để đón tiếp một cặp tình nhân từ ở bên Việt Nam mà bay qua bên này. Có thể cho quý khán giả biết là em tên Nhân, rồi đây là Thủy phải không? Em từ Việt Nam qua đây để làm gì? Vợ chồng em qua bên Mỹ này là để dự lễ tốt nghiệp của con gái chúng em ở Pennsylvania. Rồi cái cơ hội nào mà em biết được Sài Gòn Bus Transportation? Sau đó là em qua đi để thăm ba mẹ em đang ở Westminster này và đi du lịch Mỹ. Thì cho nên ba mẹ em cũng có giới thiệu là Sài Gòn Bus Transportation này thì phục vụ rất là chu đáo. Thì chúng em đã sử dụng để đi từ sân bây Lod về đây rồi. Bây giờ chúng em chuẩn bị đặt tiếp công ty Sài Gòn Bus này, đi từ đây về Đà Lạt để chúng em bay về Việt Nam. Wow, như vậy thì có thể cho quý khán giả biết Thủy là cái kinh nghiệm của em khi mà ngồi trên chiếc xe bus của Sài Gòn Bus Transportation nó như thế nào không? Và cung cách phục vụ họ như thế nào? Dạ thưa chị, em thấy cách phục vụ của Sài Gòn Bus rất là tốt. Và trên xe thì đầy đủ tiện nghi. Dạ. Rồi họ có cho em nước uống phải không? Dạ thưa, cảm ơn chị, có trắng miệng và nước uống đầy đủ chị ạ. Dạ. Wow. Rồi cái kinh nghiệm của em đó là ngồi trên xe bus có bị chóng mặt, có bị nhức đầu, có bị gì không? Em thì không bị, nhưng mà bà xã em thì cũng không có quen ngồi xe hơi. Nhưng mà ngồi xe bus này thì không bị chuyện đó. Cũng thấy rất là thoáng mát. Dạ. Dạ. Rồi tài xế lái xe có an toàn không? Thấy cái phong cách phục vụ tài xế là rất là an toàn, chuyên nghiệp. Nếu mà phải nói một lời gì với quý khán giả đang theo dõi chúng ta thì Nhân và Thủy sẽ nói gì?
Thì nói chung là vợ chồng em thì trước tiên là cũng cảm ơn chị Bông Lan đã có hân hạnh được gặp chị và anh Dũng. Sau nữa thì cũng có cái đôi lời nói với lại bà con ở Cali này thì nên sử dụng cái xe Sài Gòn Bus xe màu xanh này là vì dựa trên cái cung cách phục vụ rất là chuyên nghiệp và là đầy đủ tiện nghi. Mong rằng là bà con ủng hộ cho công ty Sài Gòn Bus Sembosan nhiều hơn nữa để công ty ngày càng phát triển hơn nữa và phục vụ bà con tốt hơn nữa. Wow, cảm ơn em thật nhiều. Thì có muốn nói gì với quý khán giả không? Dạ thưa chị, em khi em về Việt Nam thì em sẽ giới thiệu với bạn bè và người thân của em là nếu mà đi qua Mỹ thì nên đặt vé của Sài Gòn Bus để di chuyển nha. Cảm ơn hai vợ chồng em thật nhiều và Mộng Lan cũng cùng với Đỗ Minh Dũng chúc hai em có những ngày ở California nắng ấm tình nồng này thật vui và khi mà về California nhớ Sài Gòn Bus Transportation nha. Một lần nữa thì thưa với quý khán giả, không có cái gì cho bằng Mộng Lan, Đỗ Minh Dũng có thể quảng cáo nhiều thật là nhiều nhưng mà cái lời mà khen tặng của những người khách hàng đã sử dụng phương tiện của Sài Gòn Bus Transportation đó là những cái lời rất là quý thưa với quý khán thính giả. Thưa với quý khán thính giả và đó là Sài Gòn Bus Transportation vừa mới lăn bánh để từ Westminster đi phi trường LAX. Một lần nữa, một ngày hai chuyến đi, quý vị có thể gọi cho Sài Gòn Bus Transportation để mà làm hẹn với lại Sài Gòn để mà có thể pick up quý vị đi từ Westminster lên LAX. Số điện thoại là 714-902-1619, 6:45 và 8:45 mỗi ngày chỉ có $30. 714-902-1619.